Rồi Ngọc Sương mến chào tất cả anh chị cô chú ha. Video ngày hôm nay là ngày 10 tháng 5 nha anh chị. Thì bên nhà em cũng mới về thêm một số cái mẫu điện thoại giá tầm trung ha. Thì anh chị xem được con nào mà ưng ý thì cứ gọi điện trực tiếp cho Ngọc Sương ha. Qua số điện thoại là 0879 182 796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này luôn nha anh chị. Địa chỉ bên em là đường Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ha. Rồi đầu like em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái dòng máy tầm tầm thấp trước nha anh chị. Đó là con Oppo A3s ha. Oppo A3s màu xanh dương nha anh chị ơi. Con này thì ngoại hình của nó tầm khoảng trên 90% này. Màn hình tai thỏ 6.2 inch nha anh chị, 6.2 inch. Màn sáng đẹp ạ. Con này bản RAM 2 bộ nhớ 16GB nha anh chị. Anh chị mua về nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok ha. Giá bán cho anh chị là 1 triệu chẵn nha anh chị. Giá chỉ có 1 triệu thôi. Có sạc ốp lưng và dán phân lực đầy đủ cho anh chị ạ. Xài được hai sim nha anh chị, màu xanh dương này, giá 1 triệu thôi ha, Oppo A3s ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung J7 Pro. Samsung J7 Pro màu đen nha anh chị. Con này cái vỏ lưng của nó có hơi nhăm ha, có hơi nhăm nhẹ. Mặt trước thì còn ok nha anh chị, con này màn hình của nó 5.5 inch này. Samsung J7 Pro ạ. RAM 3 bộ nhớ 32GB, con này pin của nó là 3600mAh nha anh chị. Samsung Galaxy J7 Pro, con này mình vẫn xài được hai sim ha. Rồi giá bán cho anh chị là 1 triệu chẵn luôn nha anh chị ơi. Giá 1 triệu chẵn, có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị ạ. Samsung J7 Pro nha anh chị, màu đen, giá 1 triệu chẵn mà. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung J4 Core. Samsung J4 Core màu đen nha anh chị. Con này cái màn hình của nó 6 inch ha. Màn hình tương đối lớn nha anh chị, 16GB. Con này thì bộ nhớ của nó 16GB ạ. Mình mua về chủ yếu là để nghe gọi Zalo, YouTube thôi nha anh chị. Đó, Galaxy J4 Core, giá bán 700 ngàn này. Có sạc ốp lưng và dán cương lực ha. Con này mình vẫn xài được hai sim và có hỗ trợ mạng 4G nha anh chị. J4 Core, mua về cho mấy bé xem YouTube rất là thích hợp ha. Màn hình lớn. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Samsung A02 ạ. Samsung A02 em còn màu đen nha anh chị, màu đen nè. Màn hình to 6.5 inch, con này bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Pin của nó là 5000mAh nè. RAM 3 bộ nhớ 32GB ha. Mọi chức năng đều full ok hết nha anh chị. Con này em để lại với giá là 1 triệu rưỡi nha anh chị. Samsung A02 giá 1 triệu rưỡi ạ. Cũng tặng kèm sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị đầy đủ ha, màu đen. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A92. Oppo A92 màu xanh tím nha anh chị ơi, màu xanh tím. Ngoại hình của nó tầm khoảng 95% ha, không trầy không xước nhiều nha anh chị. Màn hình to, con này màn hình đốt ruồi 6.5 inch này. Oppo A92 ạ, bản RAM 8, bộ nhớ 128GB nha anh chị. Con này nó chạy chip Snapdragon là 665 ha, pin của nó là 5000mAh, có hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị luôn nè. Rồi giá bán cho anh chị là 2 triệu rưỡi nha anh chị. Oppo A92 màu xanh tím, giá 2 triệu. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Redmi 8 màu đen xám nha anh chị. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 92-93% nè. Redmi 8 bản RAM 3 bộ nhớ 32GB nha chị. Con này pin của nó là 5000mAh, pin trâu khỏe ha. Màn hình của nó có hơi già nha chị, màn hơi già, màn zin ha. Nói chung thì xài lâu nó hơi già. Rồi giá bán của Redmi 8 là 1 triệu tư nha chị. Có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị đầy đủ ha. Vân tay còn ok hết nè, pin trâu khỏe 5000mAh, giá bán chỉ có 1 triệu tư thôi nha chị, Redmi 8 ạ. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A15s. Oppo A15s thì màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương 4 cam ha. Con này bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB này. Màn hình giọt nước 6.5 inch nha anh chị. Oppo A15s, RAM 4, bộ nhớ 64GB và con này pin của nó là 4230mAh ha, máy đẹp keng luôn. Giá bán là 1 triệu chín nha anh chị ơi, giá 1 triệu chín ạ. Oppo A15s giá 1 triệu chín ha. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A15 nè. Oppo A15 thì màu trắng nha anh chị, màu trắng tinh luôn ha, không có trầy xước gì nhiều nha anh chị. Con này thì màn hình của nó cũng 6.5 inch luôn.
Bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB nè. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Pin của nó là 4230 ạ. Rồi giá bán của Oppo A15 là 1 triệu 8 nha anh chị. Giá 1 triệu 8 cho anh chị mua về xài luôn ha. Mọi chức năng đều ok hết, màu trắng. Tiếp đến nữa là một con dòng Mi nha anh chị. Đây là Mi 10T. Mi 10T Pro 5G ha. Màu xanh xám nha anh chị. Con này cái viền của nó này có hơi nhăm nha anh chị. Viền hơi nhăm. Còn mặt trước mặt sau thì tương đối ok ha. Con này màn hình của nó là 6.67 inch nha anh chị. Màn hình cực kỳ lớn luôn nè. Màn hình đốt ruồi ha. Tên thiết bị là Mi 10T Pro nha anh chị ơi. Con này bản RAM 8 cộng 3. Bộ nhớ của nó là 256GB nha anh chị. Rất là cao ha. Mua về xài chơi game rất là ok luôn nè. Con này nó chạy chip Snapdragon là 865 nha anh chị. Con chip này là chip ròng ha. Mua về xài game rất là mượt mà luôn. Có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Con này sạc 33W ha. Pin của nó là 5000mAh ạ. Màn hình lớn 6.67 inch. Tần số quét của nó lên đến 144Hz nha anh chị. Đó, máy rất là ok ha. Cấu hình mạnh, RAM cao nha anh chị. Mua về xài chơi game rất là ok luôn. Vân tay ở bên hông nha anh chị ơi. Bên hông, giá bán cho anh chị là 3 triệu 7 nha anh chị. Giá 3 triệu 7, có sạc, ốp lưng và dán cương lực cho anh chị ha. Mi 10T Pro nha anh chị. Mi 10T Pro 5G, giá 3 triệu 7 ạ. Rồi, tiếp đến nữa là một con dòng Oppo A94 này, màu đen xám nha anh chị. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 95% ha. Màn hình Super AMOLED 6.4 inch nè. Bản RAM 8, bộ nhớ là 128GB. Đây, Oppo A94, RAM 8, bộ nhớ 128GB nha anh chị. Con này pin của nó là 4300mAh. Phiên bản Android 12 chấm ha, màu đen xám nha anh chị. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp luôn. Con này vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị. Rồi giá bán cho anh chị là 3 triệu 3 nè. Oppo A94 nha anh chị. Giá 3 triệu 3 ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Redmi Note 10 5G. Màu xanh lá nha anh chị. Con này hình thức của nó tầm khoảng 95% trở lên ha. Màn hình to 6.5 inch, màn hình đốt ruồi nha anh chị. Bản RAM 4 cộng 2, bộ nhớ của nó là 128GB ha. Pin trâu khỏe 5000mAh. Máy không trầy xước gì hết nha anh chị. Rất là đẹp luôn đó. Vân tay ở bên hông ha. Rồi giá bán của Redmi Note 10 5G là 2 triệu rưỡi nha anh chị. Giá 2 triệu rưỡi. Có sạc, ốp lưng và dán cương lực cho anh chị đầy đủ ha. Màu xanh lá. Tiếp theo nữa là một con dòng Realme. Đây là Realme 5i nè. Màu xanh rêu nha anh chị. Con này ngoại hình của nó cũng còn đẹp keng ha. Màn hình to 6.5 inch. Con này là màn hình giọt nước ạ. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Pin của nó là 5000mAh và con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị ơi. Mấy cái máy tầm giá như thế này á, mua về xài rất là ok ha. Chỉ có 1 triệu 8 thôi nha anh chị. Mọi chức năng đều đầy đủ ha, không lỗi lầm gì hết nha anh chị. Đặc biệt pin của nó rất là trâu khỏe ha. Mấy cái dòng này pin của nó trâu lắm. Xài được 2 sim nha anh chị ơi. Giá bán chỉ có 1 triệu 8 thôi ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A54 ạ. Oppo A54 màu xanh xám nha anh chị. Ở trên màu xanh, ở dưới nó hơi xám ha. Ngoại hình cũng còn đẹp nha anh chị. Đẹp bóng bẩy nè. Màn hình đốt ruồi 6.5 inch nè. Oppo A54. Bản RAM 4 bộ nhớ 128GB nha anh chị. Đây ha, RAM 4 bộ nhớ 128GB. Pin của nó là 5000mAh ạ. Oppo A54 nha anh chị. Giá bán cho anh chị là 2 triệu 4 ha. Giá 2 triệu 4 nha anh chị. Có sạc, ốp lưng và dán cương lực cho anh chị ạ. Có hỗ trợ sạc nhanh luôn ha. Rồi tiếp theo là một con dòng Oppo A74 nè. Oppo A74 màu xanh dương nha anh chị ơi, màu xanh dương. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 97-98% ạ. Màn hình Super AMOLED nha anh chị, vân tay hiển thị dưới màn hình đầy đủ hết ha. Oppo A74 RAM 8 bộ nhớ 128GB nha anh chị ơi. Con này nó chạy chip Snapdragon là 662, pin của nó là 5000mAh. Có hỗ trợ sạc nhanh ha. Con này thì sạc 33W nha anh chị, 33W. Rồi giá bán của Oppo A74 là giá 3 triệu 2 nha anh chị. Giá 3 triệu 2 thôi ha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Vivo. Đây là Vivo Y19 màu xanh nhạt nha anh chị. Ngoại hình của nó cũng còn đẹp keng ha. Tầm khoảng 95% hơn nè.
Bản RAM 6 bộ nhớ 128GB nha chị. Vivo 1915 hay còn gọi là Vivo i19 ha. Con này nó chạy phiên bản Android 12 chấm nha chị. RAM 6 bộ nhớ 128GB. Rồi thì con này em để là giá cho anh chị là 2 triệu mốt ha. Thanh lý với giá là 2 triệu mốt thôi nha anh chị. Có đầy đủ phụ kiện cho anh chị nè. Vivo i19 giá 2 triệu mốt ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Realme SER 11. Realme SER 11 đời 2021 nha anh chị ơi. Màu xanh xanh dương nè. Màu xanh dương nha anh chị. Con này ngoại hình của nó cũng còn đẹp nè, tầm khoảng 95%. Màn hình to 6.5 inch nha anh chị. Realme SER 11 đời 2021, bản RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Con này pin của nó là 5000mAh ha. Máy xài được 2 SIM và có hỗ trợ mạng 4G nha anh chị. Đó. RAM cao, bộ nhớ cao và pin của nó trâu khỏe ha. Mua về xài mọi ứng dụng cơ bản ok nha anh chị, nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok các loại lên mạng các loại ok ha. Rồi giá bán là 1 triệu 7 nha anh chị, 1 triệu 7 cho bản RAM 4 bộ nhớ 64GB nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Vivo U10 nè. Vivo U10 màu đỏ đô nha anh chị ơi. Em mới về thêm tầm 2 con như thế này nữa ha, màu đỏ đô. Con này bản RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Rồi em khởi động lên xíu ha. Vivo U10 RAM 4 bộ nhớ 64GB. Con này pin của nó là 5000mAh nha anh chị. Mình xài được 2 SIM và nó chạy chip Snapdragon nha anh chị. 665, giá bán là 1 triệu 6 nè. Giá 1 triệu 6 cho anh chị nha. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A20s ạ. Samsung A20s màu đen nha anh chị. Màu đen. Con này màn hình của nó là 6.5 inch nè. Màn hình giọt nước nha anh chị, rất là sáng đẹp luôn. Galaxy A20s. Con này phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ là 64GB. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64GB ha. Pin của nó là 4000mAh và con này nó có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị ơi, xài được 2 SIM này. Rồi giá bán cho anh chị là 1 triệu 8 nha anh chị, 1 triệu 8 cho bản RAM 4 bộ nhớ 64GB ha. Máy full chức năng hết nha anh chị, giá chỉ có 1 triệu 8 thôi ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A03. Samsung A03 thì màu xanh dương ha. Con này thì ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 92-93 nha anh chị. Màn hình to 6.5 inch. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Galaxy A03 ha. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Pin của nó là 5000 này. Rồi con này em sẽ đổi lại giá là 1 triệu 6 thôi nha anh chị. Giá 1 triệu 6 full chức năng ha. Có sạc ốp và dán công lực cho anh chị ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Vivo. Đây là Vivo i20s nha anh chị. Màu đen này. 3 cam ha. Con này màn hình to 6.5 inch. Vivo V2029 hay còn gọi là Vivo i20s nha anh chị. Phiên bản Android 12 chấm. Con này bản RAM 6 này nha. RAM 6 bộ nhớ 128GB nha anh chị. Pin của nó là 5000 ạ. Rồi giá bán cho anh chị 2 triệu 2 nha anh chị. 2 triệu 2 cho bản RAM 6 bộ nhớ 128GB ha. Xài được 2 SIM. Máy full chức năng nha anh chị ơi. Bên em bán là có bảo hành cho anh chị ha. Bao test bao xài cho anh chị trong vòng 1 tuần. Nếu lỗi lầm gì thì đổi trả 1 đổi 1 ha. Thì ngồi ra bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị trong vòng 1 tháng nha anh chị. Rồi giá bán của Vivo i20s là giá 2 triệu 2 nha anh chị. Bản RAM 6 bộ nhớ 128GB. Giá chỉ có 2 triệu 2 ha. Rồi tiếp đến nữa là một con dòng Redmi 9C màu xanh dương này. Redmi 9C màu xanh dương nha anh chị. Con này màn hình lớn 6.5 inch nè. Mấy cái dòng này mua về cho mấy bác lớn tuổi xài rất là thích nha anh chị. Pin trâu khỏe, màn hình lớn ha. Bản RAM 3 bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Đó. Mọi chức năng đều ok, mình nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok, lướt web gì ok hết nha anh chị. Có vân tay đầy đủ này, giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi ha. Con này hôm nay em sẽ thanh lý cho anh chị với giá 1 triệu rưỡi thôi nha anh chị. 64GB, pin trâu khỏe, xài được 2 SIM ha. Giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi nha anh chị. Redmi 9C. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A12 nè. Oppo A12 màu xanh nhạt nha anh chị, màu xanh nhạt.
Màn hình con này tầm khoảng 6.2 inch nè. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Con này màn sáng đẹp nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Pin của nó là 4230 ha. Máy xài 2 SIM nha anh chị ơi, xài 2 SIM. Rồi giá bán của Oppo A12 là giá 1,4 triệu nha anh chị. Con này em cũng tặng sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A11 ạ. Samsung A11 thì màu đen nha anh chị ơi, màu đen nè. Màn hình đốt ruồi 6.4 inch nè. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB và con này pin của nó là 4000 mAh ha. Có hỗ trợ sạc nhanh luôn. Đó, tầm giá 1,6 triệu nha anh chị, tầm giá 1,6 triệu thôi. Có một cái điện thoại xài rất là ngon lành nha anh chị, không lỗi lầm gì hết ha. Quan tê còn đầy đủ nha anh chị. Rồi giá bán cho anh chị chỉ có 1,6 triệu thôi. Con này em cũng hỗ trợ tặng cho anh chị sạc ốp và dán cương lực ạ. Giá 1,6 triệu màu đen này. Rồi cuối cùng là một con dòng Oppo. Oppo F11 Pro màu xanh lá nha anh chị, màu xanh lá nè. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 95% nha anh chị. Màn hình Full HD cộng ha. Oppo F11 Pro. Con này bản RAM 6 bộ nhớ 128GB nha anh chị. Đây, RAM 6 bộ nhớ 128GB. Pin của nó là 4000 mAh ạ. Rồi giá bán của Oppo F11 Pro cho bản RAM 6 bộ nhớ 128GB là 2,3 triệu ha. Màu xanh lá nha anh chị. Đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi thì em sẽ kết thúc video đây ha. Thì anh chị cô chú nha mình xem được con nào mà cảm thấy ưng thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Sương ha. Qua số điện thoại là 0879182796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này cũng được luôn nha anh chị. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.